Wow, má ơi thèm quá. Cắt nhanh lên, người em rít rịch rồi. Cho đi rửa tay đi. Hi, xin chào các bạn, lại là Nga Sumo của các bạn đây. Hôm nay em có một cái món ăn, đó là món kết hợp giữa của người Hoa và người Việt Nam mình để mà ra một cái món ăn nó đem lại giá trị dinh dưỡng cao và giữ được cái năng lượng của mình trong cái thời tiết se lạnh của cái lần giao mùa sắp tới này ạ. Nó có một cái tên gọi rất là mỹ miều, đó là món Thiên Bồng Nguyên Sói Ôm Hồng Nhan. Có tên có vẻ là mỹ miều lắm đúng không các bạn? Nhưng các bạn hãy đi theo em sẽ biết nó là món gì ạ. Let's go. Hôm nay tự nhiên cái mình đi chợ mà thời tiết ngoài trời mưa, nó mưa gì mà nó mưa tầm tã luôn mà đi vô trong chợ cứ đứng một hồi suy nghĩ. Là em gặp cái anh chưa bắt giới, anh hỏi em là hôm nay em nấu món gì, em cũng không biết là em nấu món gì nữa, em cứ suy nghĩ hoài. Cái các bạn biết không, cái anh kêu ok nhìn nè, thế là anh cắt hai cái đùi của anh cho em. Anh kêu hôm nay em về em nấu cái món gì ngon độc lạ một chút cho anh coi. Em vừa cầm hai cái giò em quên hết đường đi lối về, em tâm chạy anh rỉ em lại. Anh kêu khoan, nấu nhớ chừa cho anh miếng nha. Em kêu ok anh. Cái này á thì chúng ta phải thui, mà giờ căn bếp như vậy thì các bạn làm sao để mà thui nó được đúng không ạ? Thì em cũng có một xin phép trình bày một phương pháp áp chảo ra rất là vàng ươm nè. Đó thì nguyên liệu của em gồm có gừng, đây là hồi, quế và kỷ tử và lát ớt. Bỏ giò heo vô. Chà hò, chị này mới quan chú ý sao. Rượu trắng, đây là bí quyết để làm cho món thịt heo của mình nó không bị ngấy. Thì các bạn tiếp tục rưới bia vào. Cái câu chuyện mà Thiên Bồng Nguyên Sói Ôm Hồng Nhan ở đây thì trứng gà hồng đào được ví như là gái 18, má hay hay, tóc dài bay trong gió, da ửng đỏ, làm cho đứng mày râu, điêu đứng si tình đúng không ạ? Sau 7-7-4-9 lần nung xào nấu thì em đã ra cái thành phẩm là Thiên Bồng Nguyên Sói Ôm Hồng Nhan. Thì cái món ăn này rất là dinh dưỡng, và em cũng biết rằng mình không biết là sức ăn mình bao nhiêu, nhưng mà em sẽ thử thách thử cái bản thân mình nó cố gắng được bao nhiêu. Và trong cái chương trình vừa rồi có một bạn nói là hãy ăn thử 10 trứng vịt kho tàu, thì hôm nay em cũng kèm thêm 10 trứng cho bạn ấy. Nếu mà bạn ấy có xem chương trình này thì xin cho em một cái like nha. Nhớ đăng ký và follow mình nha. Thank you. Đúng hồng đào luôn các bạn. Wow. Oh my god. Đúng quá. Đúng quá, đúng quá. Thịt rất là mềm, không bị ngấy. Wow.
Súp lơ thì giòn. Nóng quá em mất ăn được. Xương. Em ăn xong chắc mặt em như con mèo quá các bạn. Thơm quá. Quá thơm. Chưa sau chương trình này các bạn mà thấy mình có gì tiến triển hay là có ý kiến đóng góp gì giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn. Mặn như mặn mèo luôn. Trứng bên em luộc em không có đẹp lắm nhưng mà đúng không đào nha bạn. Em sơ chế rễ hành ăn rất là tốt, không biết ở đây các bạn nào biết ăn không. Đường này còn lớn hơn đường lúc nãy nữa các bạn. Em bị gắp cái chân lại ha. Wow.
Wow. Quá đã. Ngày xưa ước mơ được coi tivi thấy người ta ăn thèm lắm. Muốn được ăn như vậy. Ngày xưa là sao sinh viên đâu có tiền ăn đâu các bạn. Bây giờ cũng đâu có tiền đâu. Nhưng mà đam mê của mình mà, biết sao giờ. Miếng thịt thơm lắm các bạn ơi. Thơm giòn. Ôi chú toa mà ơi. Quá ngon. Quá ngon. Từ quá ngon ở tiếng Hoa có nghĩa thái hào chưa được. Chưa nào ngọt chưa. Mà cái xương à. Nóng quá đúng không ạ? Wow. Mình phải bẻ ra. Sức mạnh của em đây. Yeah. Wow, cái gừng này rất là ngon các bạn. Dính tùm lem mà, các bạn cứ cười em nha. Nếu mà em ăn được hết cái này, em sẽ ăn thêm cái tô cơm kế bên cạnh em. Mà em để coi là em chưa không? Nói mới lúc đầu. Ăn hưởng. Bản thân mình ăn được tới đâu? Cố gắng tới đâu ạ? Nóng quá xíu. Wow. À, cái gừng này bạn ngon lắm. Cái phần ngon nhất em thích để dành cuối cùng. Nhai được xương thì em cũng sẽ nhai luôn á. Mm.
Kế bên tay em là em có nấu một tô súp bò viên. Ừ. Em ăn hết tỏi nhanh dữ ta. I'm sorry. Cuộc sống à, cái gì nó cũng đâu có một accident hết rồi. Đồ ăn chưa hết mà em uống hết gần nửa chai Coca rồi á. Gần nửa chai này tới 1.5 lít các bạn. Một chai là hết 1.5 lít. Uống nửa chai là như 75 ml. Các bạn như gương nó kêu em không có nói là em muốn hết cái này, nhưng mà cứ coi thử em muốn được bao nhiêu muốn. Ăn xong này phải đi tắm á, như một con mèo. Còn miếng. Cơm này bằng đổ nước xanh ăn gì cho nó dễ. Bưng nặng quá. Quá đã.
cái giác của cái da khó chịu á. Em cũng hoàn thành xong được hai cái giò heo của em. Sau chương trình này các bạn đoán được em ăn hết tổng cộng này bao nhiêu lâu nha. Cái chai này 1,5 lít em uống có hết hay không? Sau khi tiêu thụ hết hai cái giò của anh Thiên Bồng Nguyên Soái. Gắt còn nhiều quá. Vậy là em đã hoàn thành xong cái thử thách của em là ăn hai cái giò heo. Nhưng bên cạnh đó em lại uống thêm một chai coca 1,5 lít và một tô súp và một tô cơm. Thì em cũng như câu mà em hay nói với các bạn, không phải thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích. Em quên chừa cho anh chưa bắt giới của em rồi, chết em. Sorry anh nha, lần sau em sẽ chừa cho anh. Và các bạn biết không, khi mà chúng ta nạp một nguồn năng lượng như vậy thì chúng ta phải luôn tập thể dục, phải luôn exercise thì nó mới đem lại cho bạn các sức khỏe, một sức khỏe là cường tráng, khỏe mạnh. Và bạn làm việc một cách hăng say như em đây. Đó, như em đây. Ngày nào em cũng exercise hết. Đi theo em. Chào các bạn. Bye bye.